mời tất cả các quý vị hãy hướng về sân khấu để theo dõi màn trình diễn thời trang hài đặc sắc, gây cấn và rất ấn tượng. Xin một tràng pháo tay thật lớn. Vâng, qua 3 vòng thi sơ tuyển đầy khắt khe, ban tổ chức đã chọn được 9 thí sinh xuất sắc người đẹp thời trang năm 2021 của tập đoàn chợ Hưng Dũng. Số báo danh 30 người mẫu Cường Mai. Với số đo 100, 120 và 140. Với vẻ đẹp tiềm ẩn, chỉ bán tất cả các loại hoa, hoa hồng, hoa ly, hoa cúc và hoa ly ơn. Mọi người hãy đến cửa hàng Cường Mai để ủng hộ hàng và share like 1.000 like cho người mẫu Cường Mai. Và cũng là người mẫu hoa, thí sinh mang số báo danh 45 người mẫu Toàn Quang. Người mẫu Toàn Quang với vòng đo 95, 90, 92, cao 1m45, nặng 60kg. Vì hoa là niềm vui, là món ăn tinh thần cho mọi người, chị cũng bán tất cả các loại hoa, hoa hồng, hoa ly, hoa cúc. Sống rất là vui vẻ, thân thiện, nhiệt tình. Mọi người share và like cho người mẫu Toàn Quang. Và tiếp theo là số bốc danh 55 người mẫu hoa quả Nguyễn Thị Bích Hằng. Với số đo 3 vòng 170, 90, nặng 70kg. Vui tính, cởi mở và thân thiện. Chỉ bán trái cây ngon, sạch sẽ và chất lượng. Mọi người hãy đến mua ủng hộ cho chị Bích Hằng, xe và 1.000 like cho chị Bích Hằng. Và tiếp theo cũng là một người mẫu hoa quả, Vân Dũng. Người mẫu hoa quả Vân Dũng có vòng đo 95, 92, 100. Chị cao 1m80, nặng 70kg. Vui tính, cởi mở và thân thiện. Chị bán trái cây ngon, sạch sẽ và rất chất lượng. Mọi người hãy đến ủng hộ mua hàng, cũng share và like cho chị Vân Dũng. Và tiếp theo là người mẫu Tuấn Hoa. Với số đo 3 vòng 95, 92, 100. Chỉ có chiều cao 1m50, nặng 65kg. Chị chuyên bán hoa quả hàng mã, phục vụ tất cả mọi người. Hoa quả chất lượng, tươi ngon, ăn nhiều, đẹp da, tăng cường sức khỏe. Hãy share và like cho người mẫu Tuấn Hoa. Với số đo 3 vòng 192, 80, cao 1m75, nặng 70kg, luôn vui vẻ, cởi mở, thân thiện. Chỉ bán cuốn riêu cua sạch, viên vũ. Viên vũ với số đo 3 vòng 192, 80, cao 1m75, nặng 70kg, luôn vui vẻ, cởi mở, thân thiện. Chỉ bán cuốn riêu cua sạch sẽ, cởi mở. Cuốn riêu cua ngon, bà con ở chợ ăn rất đông. Không chỉ bà con ở chợ mà khách gần xa đến ủng hộ rất là nhiều. Hãy share và like cho người mẫu viên vũ. Vâng, vẫn là người mẫu thời trang bún bò cháo canh.
hãy share và like cho người mẫu ẩm thực Hồng Vy. Với người mẫu năng động, rau củ quả, chị Thanh Tuyết với cho đo ba vòng 160, 120, nặng 70 kg, rau quả cung cấp nhiều chất xơ, dinh dưỡng cao, ăn nhiều tăng cường sức khỏe, đẹp từ tâm hồn và hình thể, sống hòa đồng vui vẻ nhiệt tình. Hãy share và like cho người mẫu rau củ quả 1.000 like. Thưa quý vị thân mến, các người mẫu của chúng ta mỗi người đều mang một vẻ đẹp huyền bí khác nhau. Nhưng họ đều chung một chí hướng, họ luôn cởi mở, vui vẻ và đoàn kết. Họ là những người phụ nữ thật tuyệt vời, buôn bán giỏi, là nơi chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Họ luôn tự tin, yêu đời. Họ là những người phụ nữ mà chỉ có chợ Hưng Dũng mới làm được. Một lần nữa, xin một tràng tháo tay của quý anh chị. Vâng, màn thi thời gian thật ấn tượng và đã để lại cho tất cả mọi người nhiều ý nghĩa. Cả quý vị hãy cho những người mẫu hài này một tràng pháo tay thật lớn. Tuyệt vời phải không các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý chợ Hưng Dũng